Hôm nay đang quay mà lại mưa rồi cả nhà ơi. Giờ mời cả nhà cùng em ăn bánh ướt chay nha. Đây là thành phần bánh ướt. Còn này giá sạch á là em đã trụng nước sôi rồi nên nó mịn như là cái này. Còn đây là lá quế, còn đây là ngò gai. Còn ở đây là chả lụa, còn đây là nem. Giờ em làm nước mắm nha cả nhà. Đó, còn em có dưa hấu trắng mịn nữa. Bây giờ em pha nước mắm, em pha với là ba cái phát. Đó, giờ bắt đầu em sẽ bỏ đường. Lúc nào á pha nước mắm mình cũng bỏ đường nhiều hết cả nhà. Và muối, tại vì mình pha nước mắm chai này mình làm bằng muối, bột ngọt cũng ít. Rồi để em đi lấy nước tương. Pha cái này cũng như mình ăn bún bún xào vậy đó cả nhà. Nhưng mà cái này thì mình không có bỏ cái có dưa chua, không có bỏ như là củ cải đỏ với củ cải trắng. Giờ em bỏ nước sôi. Em quậy lên. Quậy lên cho nó nước của này nó hơi nóng có cái nhạn. Giờ nước nóng này đã nguội rồi, em sẽ nặn cái hành cái tắc vô. Bữa nay em lấy cái quảo rồi cả nhà, lấy cái quảo này nặn cho cả nhà thấy nó có mấy hộp rồi. Để em thôi lấy cả nhà tuổi nó nhiều quá nó, nhưng mà thật sự là em thấy trắng cái hộp nó đắng đắng đã cả nhà. Rồi xong ba cái tắc. Quá mau lẹ luôn đó cả nhà. Đó. Rất đơn giản luôn. Cái này thì mình không ăn dưa chua nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy quá ngon rồi, để ra cho cả nhà xem. Wow. Giờ em mời cả nhà cùng em ăn bánh ướt chay. Đây lấy cái dĩa này hơi bự bự một chút, cũng tại cái dĩa kia nó nhỏ quá, cái trộn nó không ngon. Dĩa bánh ướt chay chắc là ngon. Giá trộn lên. Ăn chay này cũng sướng hết cả nhà. Rồi con này thì em sắp một miếng vậy nè. Thì theo cái nhà sắp nha. Hôm nay thì em thích sắp như vậy. Còn ở nhà sắp muốn ăn miếng to, miếng dày gì thì sắp nha. Còn em thì con người to nhưng mà làm miếng nhỏ không. Mấy cái cọng này ngon lắm. Lên hấp dẫn ghê lắm chà. Nãy quên nói với cả nhà là hành phi. Để hành phi lên. Ăn này mà thiếu hành phi là cái như không ngon. Nãy quên nói. Giờ quá ngon, quá ngon. Chà, nước mắm lên. Nước mắm này nó cay vậy đó cả nhà, nên em không có bầm cái mớ bầm để lên mặt. Hấp dẫn ghê nha. Em mời cái nhà cùng em ăn bánh nướng chay nha. Và chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ, ăn cơm ngon miệng bên gia đình nha cả nhà. Hấp dẫn ghê luôn cả nhà. Cắn một miếng đi. Nem chay thì ngon quá cả nhà. Kẹp một miếng giả thơm.
Con cầm lên nè. Rồi rồi. Trả lụa cho anh. Tất cả người. Anh nói thật không? Bây giờ nhân trai vậy đó. Anh nói được không? Không muốn nói với nhau. Hay là nó món ngon á. Không kể chén thì cho cáo được cái bàn nó bị thấp. Cái lụa anh thấy sắc vậy nó vừa ăn cái nhỉ. Món ngon. Muốn ăn rồi đâu nấu vậy cái nhỉ. Chỉ bắt là miếng nước cái mình trộn giá với mình nhờ pha mắm. Là đã thành một món ăn rất ngon. Này có miếng tỏi ra hành phi chứ ngon quá cái nào thơm ngon. Muốn ngắm đầm kiểu anh em nó ngon quá cái nhà em hút luôn này cho nó nhà con ngon quá vậy. Dì hấu bữa nay mua ngon quá. Nhưng mà cái nhà anh tránh bị dì hấu nha nha. Có nhiều khi lắm. Cả nhà không cảm cho em. Nhiều khi em vô ăn cho em mời cái nhà với em chúc cái nhà. Nhiều người nó dài dặm quá. Mà em thấy như vậy nó hay chứ ta. Rồi sau mình chúc cả nhà thì người ta nói lại dài dòng. Hôm nào mà thấy không chúc cả nhà thấy nó không có vui. Ngon và nâu quá cả nhà. Giờ muốn nước mà cái nhỏ nước với anh nha.
Bánh hồng cả nhà. Bây giờ này em xin kết thúc là cả nhà, để nhà nhớ đăng ký kênh, like cho Nhung Võ và lóc một like cả nhà, nhớ xem video tiếp theo cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, bye bye cả nhà.